Sara xin chào quý vị thân yêu của kênh Nhà Đẹp Hoa Kỳ. Hôm nay Sara sẽ dẫn đến quý vị đến thăm một ngôi nhà, một cái khu gọi là 55 Community, khu dành cho người 55 tuổi trở lên mà rất là gần Bel Air. Từ khu này mà ra Bel Air chỉ khoảng 20 đến 25 phút thôi quý vị, và chỉ bán đặc biệt cho những quý vị trên 55 tuổi, 55 tuổi trở lên. Nếu như mà những quý vị mà có ý định là sẽ về Texas để mà dưỡng già, hay là retire, hay là muốn sống ở đây gần khu Việt Nam Bel Air của mình, thì đây là một trong những cái khu mà quý vị nên lưu ý nha. Sau đây sẽ dẫn quý vị coi chi tiết của khu này. Let's go. Quý vị, ở đây là một cái mẫu nhà một tầng ha, và tất cả những cái nhà trong đây đều là một tầng hết. Và trong cái khu này đó thì tổng diện tích là khoảng 10 acre và có tổng cộng là 68 nhà, đều là nhà một tầng hết. Và những cái nhà trong đây đều thiết kế theo kiểu là mở rộng trần cao quý vị ha, nhà một tầng nhưng mà trần khúc này nó lên 11 feet ha, và có những khúc là 10 feet một cái nhà thiết kế. Ta đã thấy nó có một cái chút gì đó nó hiện đại quý vị. Và đặc điểm đặc biệt của cái nhà mà ta đã đang quay cho quý vị nha, ta đã bảo đảm là những người Việt Nam mình rất rất thích luôn, đó chính là xuyên suốt ngôi nhà của mình, tầng 1 của mình ha, là đều lót bằng gạch hết quý vị. Một cái loại gạch rất là sáng và sạch ở đây luôn, tại vì người Việt Nam mình ta đã biết là thích gạch bền nè, dễ clean up, lau chùi, đúng không ạ? Và trên cái bên cái tay trái của Tara đây, mình sẽ có hai phòng ngủ quý vị. Nhà này có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm nha. Đó. Và đây là một cái phòng ngủ ở phía trước nè. Phòng ngủ của ngôi nhà này thì tương đối là nhỏ thôi, chỉ 10x10, vì tổng diện tích của căn nhà này đó là chỉ có 1.500 square feet thôi quý vị. Thì thật sự ta đã thấy 1.500 mà cho hai vợ chồng sống thì nói chung là khá là rộng luôn rồi. Bên trong đây là mình có một cái full bathroom trong đây ha. Những cái nhà trong cái khu này đó xây được cái nha, người ta bỏ vô tiền vô nâng cấp upgrade rất là nhiều quý vị. Quý vị nhìn bếp nè, tí nữa ta là sẽ show quý vị ha, bếp nè, ngay cả cái phòng tắm hồi nãy đó, quý vị thấy không, nó dùng cũng chất liệu rất là tốt, đá granite với lại đá quartz này ha. Đó, đây cái phòng ngủ tiếp theo nè, cho nên là những cái quý vị mà đây là cái phòng extra thôi, tại vì nếu mà hai vợ chồng thì ta đang nghĩ cần phòng master là đủ rồi. Phòng này là phòng extra, giống như khi nào mình có con cháu đến thăm thì đây là cái phòng, hoặc là có thể giữ cháu nội cháu ngoại thì đây là cái phòng cho cháu cũng được nè. Rồi cái phòng còn lại hồi nãy đó thì quý vị có thể để làm phòng phòng thuyền nè, phòng tập yoga, hoặc là phòng đọc sách cũng được luôn. Đó. Cái hallway đây rất là rộng nha quý vị, thoáng lắm. Và bên tay phải của Sara đây là mình có một cái phòng. Cái phòng này là cái phòng giặt. Rất là sang chảnh luôn quý vị. Sara quên xin thưa là nhà này là 325.000 nha quý vị. 325.000. Đó, quý vị thấy không? Nhà này, cái giá này được có lại với điều kiện là quý vị phải 55 tuổi trở lên thôi, chứ mà mình nhỏ hơn là mình không có mua được nha. Quý vị thấy không, rất là đẹp luôn. Một cái căn nhà này tính ra đó, giá tiền bằng một căn nhà cũ ở ngay khu Bel Air mình luôn đó. Một cái dàn tủ cabinet rất rộng, và chỗ này là để máy giặt máy sấy nè. Và đây là cái đường đi garage đi vào, và nhà này garage chỉ dựa cho một chiếc xe thôi nha quý vị. Nếu mà quý vị có hai chiếc xe thì mình có thể đậu ở ngoài được. Ta-da, ta-da. Đây là khu vực bếp. Đó, quý vị thấy không? Dành cho các bà nội trợ nào. Tuy là nhà trên 55 nhưng mà ta đã thấy nha, thiết kế rất là trẻ trung luôn, quý vị thấy không? Một cái bếp mà kiểu mà cái tủ cabinet mà dài mà cao lên 42 feet. Này là theo kiểu hiện đại ha. Và quý vị thấy cái cabinet của họ nhìn cái chất liệu cũng rất là tốt luôn nè. Có tay cầm sẵn luôn. Và đồ appliances, coi như là thiết bị bếp nè, microwave nè, đều bằng stainless steel luôn. Và dùng cái hiệu này thì cái hiệu này tương đối tốt nha quý vị. Đó, chứ không phải là Whirlpool mấy cái hiệu mà thường thường đâu. Cái hiệu này là sẽ tốt hơn tí xíu. Bên đây là cái sink. Ô, người ta xây cũng hay lắm quý vị. Sink và bếp không đối diện nhau. Đó, quý vị thấy không? Và cái màu trắng của cái bếp mà cái gạch này nè, nó dùng bằng cái quartz, chất liệu cũng rất là tốt luôn. Mình có rất là nhiều tủ cabinet, chỗ để tủ lạnh nè. Đây là khu vực phòng khách. Phòng khách này thì có diện tích khoảng 16x18 thôi quý vị ha. Đó, rộng hơn, quý vị thấy không? Đó. Và cái phòng ngủ master nó sẽ nằm bên tay trái của Tara. Tức là mình có cái bếp bên đây, phòng khách ở đây, và bên đây là phòng master.
Và phòng master có diện tích là 13 x 15. Quý vị có 3 cái cánh cửa sổ ở đây, nhìn rất là thoáng luôn. Quý vị thấy hiện tại rất là sáng sủa ha. Và như để ý trên trần của nhà của chúng ta nè, trần này là cao 10 feet nè, nó là một cái lớp layer ở trên, nhìn rất là sáng. Nhà này chỉ có 325.000 thôi nha quý vị, một căn nhà mới xây hoàn toàn mới luôn, và bên trong được upgrade rất là nhiều, được nâng cấp này kia. Vào đây là mình có cái phòng tắm master, quý vị có hai cái sink luôn. Bên đây là chắc chắn cái sink cho bà rồi, bên này cái sink cho ông nó sẽ nhỏ hơn ha. Những cái hộc tủ cabinet ở đây rất là nhiều luôn, quý vị thấy nè. Đó, có luôn tay cầm luôn. Và bên đây thêm một cái tủ extra để đựng đồ, kiểu như đồ dơ của mình cũng được nè quý vị, hoặc là khăn cũng được đó, quý vị thấy không. Và bên trong đây ha, mình có một cái bồn tắm đứng luôn nè. Và nhà mà xây cho những quý vị 55 á, người ta rất là để ý nha quý vị, phải có chi tiết này nè. Hai cái chi tiết mà ta là sẽ gửi đến quý vị là luôn luôn có cái tay cầm ở đây nè, kiểu như quý vị sẽ ngồi ở đây để tắm nè ha. Và mình tay cầm ở đây, hoặc là thí dụ như quý vị trẻ mà muốn tắm cho cha mẹ đi thì cha mẹ ngồi ở đây khơi cầm ở đây nè. Thông thường đó là bắt buộc nha, đúng luật là phải có cái này nè quý vị. Và ta là chỉ cho quý vị thêm nữa, ngay cả ở trong cái toilet của mình cũng có luôn nha. Đây nè, là cái toilet của mình ở đây ha. Và bên trái của toilet nè sẽ có cái tay cầm luôn nè. Đó, quý vị thấy không? Chứ thường thường mà quý vị đi xem nhà Vitara và những cái nhà thường chắc chắn là không có rồi. Bên đây có thêm một extra cái tủ cabinet ở bên trong nữa nè. Nói thật luôn, một cái nhà 325.000 rất là brand new luôn. Cái này quá là tuyệt vời luôn quý vị. Cái giá này thì chỉ dành cho những ưu tiên cho những quý vị trên 55 thôi. Chứ mà cái nhà này mà bán cho tất cả mọi người thì ta là nghĩ cái giá nó phải là 400.000 luôn á, tới lại cái căn nhà giống như thế này. Ngay cả phòng tủ đồ master ha, cái tủ đồ working closet, thì cái floor của mình, cái sàn của mình cũng là bằng gạch luôn quý vị. Trong đây có nhiều nhà họ sẽ xây là bằng thảm, tuy nhiên cái căn mà ta là đang quay cho quý vị tất cả là đều bằng gạch hết luôn. Và trong đây chỉ còn duy nhất 5 căn thôi thưa quý vị, còn 5 căn duy nhất thôi là sẽ không còn nữa. Và quý vị ơi, khu vực vườn sau mình chỉ có là đất rất là ít ha, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nhưng mà ta là nghĩ là mình cũng có thể đủ mà trồng rau nè, tại vì nó cũng không có quá rộng để cho quý vị cắt cỏ đâu, rất là mệt. Thì mình có cái khúc này ở đây ha, ta đang nghĩ là trồng rau, mà rau Việt Nam mình là cũng đủ rồi. Và bên cái dãy khúc bên này đó, và xung quanh nhà là có stucco ha quý vị ha. Và phía trước của mình là có gạch như hồi nãy mình có thấy đó, không phải gạch mà là đá, rất là đẹp luôn, nhìn cái kiểu rất là hiện đại đó, quý vị thấy không. Như ta là đang đứng ở phòng khách này, quý vị nhìn lên cái trần nha, trần này cao 11 feet, nhà rất là thoáng luôn. Một căn nhà một tầng mà cao 11 feet rất thoáng quý vị ơi. Khu vực này thì mình có tiền property tax, tiền thuế là 2.68 nha. Quý vị có tiền HOA nó sẽ cao, tại vì nó sẽ cover rất nhiều. HOA là 350 cho một tháng. Thì mình sẽ có gì nè, mình sẽ có cái khu vực ra vào là có cổng nha quý vị, cổng rất là an ninh luôn, cộng với bên cạnh đó một mình có một cái community club nữa. Như quý vị thấy đây là cái khu community club hay là club house ngay cạnh đây, và từ nhà quý vị có thể đi bộ ra được chỉ mất 1-2 phút thôi, nằm trong khu luôn, tại vì khu này cũng không có nhiều nhà đâu, chỉ có 68 căn thôi. Trong đây thì quý vị sẽ có rất là nhiều hoạt động ở trong nè, có phòng fitness nè ha, câu lạc bộ nè, rồi máy móc tập yoga, tập thuyền này kia ở trong đây. Và khu này đó thì mình có luôn, và khu này cái tiền HOA mà 350 mỗi tháng nó sẽ có luôn tiền internet cho quý vị trong nhà luôn ha. Cái khu này nó cũng có thêm một cái này, nhưng mà thôi là nghĩ nhưng mình không có nhiều option đâu. Đó chính là họ sẽ có những cái khẩu phần ăn cho mình và trả tiền hàng tháng. Thì thật là nghĩ người Việt Nam mình thì đa số thích ăn đồ Việt Nam cho nên sẽ tự nấu, nên cái phần này quý vị bỏ ra một bên đi. Ta là xin lặp lại một lần nữa là khu này chỉ bán cho những quý vị từ 55 tuổi trở lên thôi, và cái giá cho căn nhà này là 325.000. Quý vị có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, và diện tích là 1.500 square feet cho một căn nhà một tầng rất là đẹp cũng như là xinh xắn như thế này. Và trong đây chỉ còn 5 căn thôi quý vị, từ đây mà đi ra khu
lô le là 20 cho đến 25 phút, cũng rất là gần lại đường dưới luôn, và xung quanh khu này rất là an ninh, có cổng luôn nha quý vị. Nếu như mà quý vị muốn đi chợ Mỹ thì chỉ chạy ra 5 phút là có chợ Mỹ, và có những cái khu shopping center của Mỹ, mình có thể shopping ở đó 5 phút thôi. Là vì có Marshall, vì có Ross, những cái tiệm hoặc là những cái tiệm ăn fast food của Mỹ nè, khi là con cái quý vị có thể đi qua đây, có cháu nội cháu ngoại đó, thì chạy ra có 5 phút thôi là quý vị có thể mua đồ ăn được rồi. Nếu như mà quý vị yêu thích cái video thì nhớ cho ta rằng một cái like cũng như là subscribe đăng ký kênh. Nếu như mà quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị có thắc mắc gì thì có thể comment ở dưới nè, hoặc là gọi cho công ty Tara ở số điện thoại là 832-558-8885. Xin hẹn quý vị vào video tiếp theo. Bye bye.